hoa sương. Mạnh dạng, mạnh dạng nè. Nhìn mà ghen luôn. Kim Cương, chào Kim Cương nha. Ông ấy muối vậy ngon, thì nhìn nha, ghiền nha. Cây gì vậy? Mấy thử gì đó hả? Bao gì? Cái tôm hả? À. Muối này là muối không? Tôm. Cậu bảy coi gì thầy? Con ăn đâu có được, con ăn. Bảy hỏi mẹ em mua gì em? Bảy mua gì em gà, thầy mua gà. Kẹo dẻo mè không gà? Đây chở Long Qua hả? Thiêu cay nữa hả? Trời ơi, thầy muối này mà dán trắng á mà ấy vậy. Cho bạn trai không? Cay hả? Muối này cay không con? Cái nữa là mua cái này đi. Rồi ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Đó, đừng để. Con để rồi. Để con thử cho con thay giữ hả? Chị, này nhiêu chút? 15.000. Có tới, không có tới cái loại này là sao? Cái loại này là sao? Hai loại ở dương rồi chọn. Hai cái này khác nhau chú. Khác nhau. Sao khác sao vậy? Cái này thì phụ banh đá gì nó sẽ dày thế này. À nhưng cái miếng nó dày hả? Cái độ dai với cái này dai hơn. Cái này cay hơn nè. Cái này nè. Cay dữ á. Ngon lắm cái này mà cái này dai nhiêu gì? 16 kg. Thấy con nửa ký đi. Để ăn một trộn nữa hả? Cái đó là cay dữ nha, không cay dữ lắm đâu nha. Mình qua đang xem thầy. Dữ đó. Có gì nè. Anh đang cay muối. Ơi. Anh ăn cái này à? Anh ăn cái này à? Nè. Nó ăn đậm nha, cây gì cây không đậm. Trời ơi cây. Bạch này tối vàng nha. Bả thì nó mới chán. Cái muối nào mà đậm đậm thì đậm rồi anh ấy. Đậm mà anh ăn muối nhuyễn, thường thường anh ăn bánh tráng là ăn muối lắm không mà anh đâu có dám ăn. Tính đường mình là trái cây đủ. À mẹ muối tường hả? Xong rồi đó hả? Ai ui ơi. Nó
Để xíu đây mình đi vòng vòng cái thôi sao. Có nhiều món lọc lạ không? Gia đình ăn muối qua ta. Trên nghề trên đang xem kìa. Muối dài ninh. Ôi dàn muối cây. Chấm bánh tráng thì rất sạch. 45 với nữa cái muối này luôn. 80. Chị Nguyễn. Em có đang trên Tây Ninh không? Anh đang trên Tây Ninh nè. Hay là phải chạy qua Đồng Nai? Chưa, đi tới đi, đi tới đi, gặp chị. Tiếp. Ê, thằng nhỏ, mấy nhỏ đâu? Nguyễn Trinh đang xem. Xuống Bình Dương nhậu anh ơi. Chạy thêm mấy đoạn nữa ta? Ba đoạn nữa. Xong hả? Báo gì? Đi tham quan đi vòng vòng đi. Đi. Cấp gì vậy? Ê đi bơm ơi. Vậy. Vậy anh chị anh xem mới gần không? Không. Ê. Cái gì? Cái gì? Đi lại lần đó đi mày, đi lội lại lần đó đi. Mày sao vậy vậy? Em coi đã. Lội vậy gì? Đi thổi. 7 phải mày mau vậy? Có hai cái anh đang giữ đây mà. Ủa nó để đó sao mà ấy được. Lên xe tới, xe giống điện thoại chảnh á. Sao đi ra hết luôn rồi. Rồi, tôi tắt cái này luôn.